Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tự hào là đơn vị tổ chức hội nghị thường niên y học bào thai Việt Nam lần thứ nhất với chủ đề bất thường tim bẩm sinh, từ chẩn đoán trước sinh đến can thiệp sau sinh, diễn ra trong 2 ngày 21 và 22 tháng 8 năm 2023 tại khách sạn DU Hà Nội, Việt Nam. Hội nghị bao gồm 13 bài báo cáo đến từ các chuyên gia đầu ngành y học bào thai và sản phụ khoa trong nước và quốc tế. Xin trân trọng giới thiệu Tiến sĩ bác sĩ Marianne Le Grévin, trưởng khoa vi sinh và chuyên gia về y học bào thai đến từ Bệnh viện Nikkei và trường đại học Gune-Dikast. Tiến sĩ Marianne Le Grévin là chuyên gia về virus học tại Pháp và từng có thời gian công tác tại rất nhiều bệnh viện và trung tâm lớn như Bệnh viện Avicenne, Đại học Paris, Bệnh viện St. George London. Hiện tại, bà là cố vấn chuyên khoa virus học tại Bệnh viện Nikkei và Đại học Gune-Dikast. Bà có rất nhiều đóng góp trong hoạt động nghiên cứu tập trung vào dịch tễ học lâm sàng, chẩn đoán và điều trị nhiễm trùng bẩm sinh CMV. Tại hội nghị lần này, tiến sĩ Marianne Le Grévin sẽ chia sẻ kiến thức về chủ đề nhiễm trùng tru sinh và tác động lên hệ tim mạch trong bối cảnh hậu COVID-19.